anh thuê phòng đến thứ hai tuần sau mà. Khách sạn đó ở ngã tư thứ ba mà. Cô tiếp tân là người quen của anh Nam mà. Phòng ốc như vậy thì làm sao tôi ở được? Trong phòng có chuột thì làm sao chúng tôi ngủ được? Không có nước thì tắm sao được? Em đâu có ý đó. Hôm nay biển đâu có động. Họ đâu có biết bơi. Khách sạn gì mà toàn là gián? Bãi biển gì mà vắng vẻ quá. Xe gì mà chật chội quá.